Thông tin về diễn viên Lê Thi Diễn viên Lê Thi từng rất quen mặt với khán giả của màn ảnh nhỏ. Qua các bộ phim, những nẻo đường phù sa, hạnh phúc không ngọt ngào, tóc ngắn, của những năm 1990, theo chồng mà bỏ cuộc chơi đã hơn 10 năm, gần đây Lê Thi mới quay lại đóng phim, chuyện quý bà, cạm bẫy, rúc xương mù, ông trùm. Cho yêu thương quay về, Lê Thi còn được biết là con gái của nam danh ca chế Linh thích được làm cho người khác đẹp cho người khác nên chị đã trở thành chuyên gia trang điểm và dạy trang điểm trong hội điện ảnh từ những năm 90. Cũng chính từ đó mà niềm đam mê điện ảnh trỗi dậy trong chị năm 1995 quyết định học diễn viên và chị học cùng khóa với rất nhiều người nổi tiếng hiện nay như Đạo diễn Võ Tấn Bình, đạo diễn Lý Khắc Linh, đạo diễn Lê Minh, diễn viên Chi Bảo, Kinh Quốc, Đại Nghĩa, Trương Minh Quốc, Thái Nguyễn Hùng Năm 1996, được người bạn học là diễn viên Nguyễn Hùng giới thiệu, chị đã nhận vai chính đầu tiên ngay từ lần đầu tiên đóng phim, đó là vai nữ chính trong phim Hạnh phúc không ngọt ngào của đạo diễn. Cường Việt, tưởng như con đường nghệ thuật đã trải thảm đỏ cho chị bước đi, thế nhưng chị chỉ đóng xong vai. Chính ấy rồi lại lo dạy trang điểm mà ni chị nói. Thấy có nhiều người tin tưởng vào sự dạy dỗ và truyền nghề trang điểm của mình quá nên thi không? thể bỏ họ để theo nghề diễn được có lẽ vì trong người có máu nghệ sĩ và niềm đam mê nghệ thuật nên chị vẫn khao khát được đóng phi môn sơ nhìn thấy các bạn học ai cũng thành công trên con đường nghệ thuật chị rất vui gặp lại những người bạn học giờ đây là những đạo diễn giỏi những diễn viên nổi tiếng thì chị lại có chút nuối tiếp cho riêng mình Đến 2011 cũng chính diễn viên Nguyễn Hùng và Quyền Linh là người đưa chị trở lại nghề với vai. Tuyền, nữ chính trong bộ phim truyện quý bà của đạo diễn Trần Ngọc Giàu. Cô nổi bật giữa dàn diễn viên quý bà kỳ cựu là chị Kim Chi. Ngân Quỳnh vì chị vào vai người phụ nữ đứng đắn, tốt bụng và luôn giúp đỡ bạn bè bộ phim đã thu hút khán giả lúc bấy giờ và ai cũng yêu mến người đàn bà đẹp phúc hậu và tốt bụng này chị tiếp tục tham gia hàng loạt những bộ phim truyền hình như cạm bẫy đạo diễn hồng phú vinh dốc sương mù đạo diễn lê minh cho yêu thương quay về đạo diễn anh tuấn mùi vị hạnh nhân ngược dòng ký ức đạo diễn lý khắc linh đang phát sóng trên HTV7 lúc 20 giờ từ thứ năm đến chủ nhật hàng tuần. Sau hơn 10 năm theo chồng bỏ cuộc chơi, nay chị đã trở lại với phim trường và tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật mà chị từng bỏ ngỏ. Hiện tại chị trở lại với điện ảnh nhưng cũng không từ bỏ đam mê dạy trang điểm mà chị vẫn đứng Lớp dạy hóa trang toàn bộ thời gian trừ những lúc đi đóng phim tại Makeup Artlety.